Em chào các bác nhá. Hôm nay em lên một xe check 7.7 FX các bạn. Một check 7.7 FX hàng xách tay, có giấy tờ từ Nhật về các bác. Xe khung carbon, càng carbon. Có xe đứng bằng 48, xe ngang bằng 50 các bác nhá. Đấy, hàng đấu giá của em, hàng thì quá chất lượng rồi. Cấu hình của nó thì quá hơi có vấn đề một chút. Là của nó là cấu hình 105, nhưng bộ đùi đĩa của nó này này không biết làm sao chủ cũ người ta lại thay cái đùi đĩa, cái giò dĩa kia là một tia ga các bạn. Đấy. Đấy, nó chỉ có vấn đề như thế thôi. Đấy, còn xe thì quá là đẹp. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu ấy thì xin liên hệ qua số điện thoại 0918 096 215, số điện thoại trên em dùng Zalo các bác nhá. Và địa chỉ cửa hàng nhà em là tại khu cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Em nhận bao ship toàn quốc. Đấy. Cái này chạy cặp vành của nó là Bonchanger, ghi đông nhôm, vành hai lớp Bonchanger. Đấy. Và em sẽ vào chi tiết để cho các bác đỡ mất thời gian. Đấy, con này là con 7.7 FX kia các bác này. Đấy. 7.7 FX này. Con này có giảm chấn đằng sau rồi các bác nhé. Đấy, đời con này đã có giảm chấn rồi. Đấy, 7.7 FX ghi đông phốt tăng nhôm. Đấy, tay đề lắp 105 các bác nhé. Đấy. Tất cả ghi đông phốt tăng là Bonchanger. Đấy. Cái những cái ni lông này là hãng còn này. Đấy, hãng còn theo xe. Đấy, chưa bóc ra. Cái logo của check 105 các bác nhé. Cục phanh là 105. Con này của nó là nó sơn như kiểu là màu 3D đấy. Rất là đẹp đấy các bạn. Màu đen. Yên trong xe còn rất là mới. Cụm phanh sau là 105 các bác nhé. Đấy. Cái này là cái giảm chấn, thiết kế giảm chấn của check thường nó có. Đấy. Cặp vành Bonchanger này, cặp lốp Bonchanger các bác nhé. Đấy. Còn là khá là mới đấy, xe thì còn khá là mới, chạy với 10 lít các bạn. Đề sau là của nó là 105. Đấy. Cặp Mayer của nó là Bonchanger các bác nhé. Đấy. Duy nhất là có cái đùi đĩa gạt để trước là tia ga. Đấy các bạn. Chắc đây là do chủ cũ người ta có vấn đề về răng líp hay gì này. Người ta thay sang cái đùi đĩa tia ga. Đấy. Còn tất cả đây, giấy tờ cho xe các bác nhá. Hàng đấu giá. Đấy, hàng đấu giá, hàng xách tay từ Nhật về đấy các bạn. Đấy, con này thì còn khá là đẹp. Mới đến 90%. Đấy. Con này là con 7.7 400 rồi các bác nhá. Đấy, đời rất là cao này, carbon 400 này. Đấy. Xe quá là ok đấy. Đấy, cái này là sơn 3D đấy các bạn. Đấy. Sơn đen màu 3D rất là đẹp. Đấy, cả lốp trước sau đều là Bonchanger, lốp vẫn là con vành Bonchanger các bạn nhá. Đấy, cặp Mayer Bonchanger. Xe thì còn quá là ok. Đấy. Em sẽ quay về mặt trái của xe để cho các bác theo dõi. Đây là lắc 105 này đấy, em quay này. Những cái ấy này là cái vết ly lông dán theo xe hãng còn nha các bác ơi. Người ta chưa bóc ra. Đây là 1.7.7 đây. FX này các bạn. Đấy. Xe còn quá là ok. Quá đẹp luôn đấy các bạn. Có tem là tem nó ở hơi sâu dưới bên dưới này. Đấy các bác nhá. Cái này GPS rồi. Rồi đã có GPS rồi các bác nhá. Xe thì quá là ok rồi. Đấy. Và em sẽ nói lại con xe này. Con này là con check 7.7 FX các bác nhá. Có size đứng bằng 48, size ngang bằng 50. Đấy, hàng con này là hàng xách tay của em. Đấy, hàng đấu giá xách tay đó các bác nhá. Đấy. Con này là 7.7, hàng sơn 3D, rất là đẹp. Khung carbon. Máy chạy group của nó là 105, nhưng bộ đùi đĩa đã bị thay sang là tia ga rồi các bác nhé. Các bác mà có về mà có thích thì thay vào cũng được. Còn em sẽ trừ con này rất là nhiều tiền về cái vấn đề bộ đùi đĩa đấy. Đấy, giá thành sẽ hạ rất là nhiều các bác nhé. Đấy. Con này mà còn nguyên bản đùi đĩa của nó thì giá nó khác, và em sẽ điều chỉnh giá cho các bác hợp lý để các bác lấy các bác nhé. Đấy. Nó chỉ có sơ xuất mỗi cái bộ đùi đĩa thôi. Đấy, là do cái gì đấy em không biết được.
Đấy, thì em sẽ điều chỉnh giá rất là hợp lý cho các bác. Một em 7.7 có giảm chấn các bác nhé, FX. Đấy, và em cũng xin phép được dừng video tại đây và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.